Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, tháng 6 vừa qua, chúng ta đã nghe Mục sư Tiến sĩ Phạm Hồng Phú tâm tình về đề tài Lòng Cha, Lòng Trời. Đề tài này gồm có hai phần. Trong lần phát hình trước, Mục sư Phú đã trình bày phần thứ nhất, nguồn của sự cảm hóa cho con cái. Hôm nay, chúng tôi có mời Mục sư Tiến sĩ Phạm Hồng Phú sẽ trở lại với chương trình của chúng tôi. Xin kính chào Mục sư. Chào chị Minh Trước và chào quý khán thính giả. Thưa Mục sư, về đề tài Lòng Cha, Lòng Trời, mình còn nợ quý khán thính giả phần thứ hai, tình yêu thương của cha soi đường cho người con lạc lối quay về. Xin kính mời Mục sư. Kính chào quý khán thính giả của đài STVN vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị và quý quyến một tuần mới đầy phước hạnh. Trong tuần trước, chúng ta đã có cơ hội trao đổi với nhau Lòng Cha, Lòng Trời, nguồn của sự cảm hóa cho con cái. Phần 1, sự bất hiếu dẫn đến một đời sống khốn khổ, bế tắc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi phần 2, tình yêu thương của cha soi đường cho người con lạc lối quay về. Cuộc sống có quá nhiều thách thức, chông gai và cạm bẫy. Có người có những lúc lầm lỗi, nhưng làm sao để người lầm đường lạc lối biết tỉnh ngộ và quyết định quay về? Đó mới là trọng yếu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của Đức Chúa Giêsu về người cha có hai người con trai trong sách Phúc Âm Luca đoạn 15. Chúng ta sẽ tìm thấy một số nguyên tắc giúp cho người con trai hoang đàng tỉnh ngộ. Câu 17. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Câu 18. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nguyên tắc thứ nhất, sự khó khăn khốn khổ giúp hiểu giá trị thật của công sức lao động, trách nhiệm, lòng quan tâm và tình yêu thương. Từ đó quyết định một kế hoạch để thay đổi số phận của chính mình. Trước đây người con hưởng thụ tất cả những sung sướng trong gia đình của cha mình, nhưng chưa nhìn thấy trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cuộc sống, chưa hiểu rõ giá trị thật của những gì mình được hưởng thụ. Vì nghĩ rằng đó là điều mà mình phải được hưởng. Chưa hiểu rõ giá trị của công sức lao động làm ra của cải và những phục vụ mà mình được hưởng. Chưa nhìn ra những khó nhọc hy sinh, lòng quan tâm và tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho con cái thông qua việc lo lắng cho gia đình có đủ ăn, đủ mặc và một cuộc sống ổn định trong nhiều phương diện. Do đó người con có thái độ đòi hỏi hơn là biết ơn. Giờ đây khi đã thực sự đối diện khó khăn cùng cực, thì người con mới tỉnh ngộ được đôi điều về cuộc sống, giá trị thực của tiền bạc và công sức lao động. Người con nhận ra những người làm công mà trước đây không có trong mắt của mình. Người con nhận ra tấm lòng và tài trí của người cha. Trước đây người con đơn giản nghĩ rằng người cha chỉ có ra lệnh là những người làm công sẽ làm tất cả công việc. Nhưng bây giờ người con mới hiểu được rằng để thu phục nhân tâm không chỉ có quyền, có tiền là đủ mà còn phải có lòng nhân đạo mới có thể thu phục nhân tâm để rồi họ mới trung thành với mình. Nhưng có một điều mà người cha đã âm thầm làm cho con cái và gia đình mà tới giờ người con mới thấu hiểu, đó là người cha đã sống, làm gương và dạy dỗ con cái trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời. Vì dân tộc nào, gia đình nào và con người nào có Đức Giê-hô-va thật phước hạnh thay. Người con định thưa với cha, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, đã bày tỏ điều tuyệt diệu trên hết mọi điều mà cha mẹ nào cũng muốn con cái mình ý thức được trong cuộc sống. Không phải là muốn cho con cái trở thành người làm công trong nhà, mà mong ước con cái hiểu được bổn phận của bậc làm con là phải hiếu kính cha mẹ, vì nếu không thì đã phạm tội trước với trời, sau mới tới cha mẹ. Người con không chỉ ý thức về tình trạng của mình mà thôi, mà còn quyết định trở về với cha mình, bày tỏ tấm lòng ăn năn thống hối và mong được một cơ hội thay đổi cuộc đời và được sống như là một người làm công, làm mướn mà thôi. Nhưng nếu chỉ là nhận thức và lên kế hoạch để thay đổi cuộc đời mình mà không thực hiện thì mọi chuyện vẫn như cũ. Điều gì xảy ra khi người con quyết định quay về với cha và người cha sẽ cư xử như thế nào? Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.
khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Nguyên tắc thứ hai, biết tấm lòng thương xót của cha. Biết là người cha luôn yêu thương, tha thứ và sẵn lòng cho cơ hội để người con làm lại cuộc đời. Và đây mới chính là động cơ khiến người con quay về. Tình yêu thương của cha soi đường cho người con lạc lối quay về. Khi người con tỉnh ngộ và quyết định trở về cùng cha, người con đã mạnh dạn thực hiện hành động trở về. Khi còn ở đằng xa, người cha thấy và chạy ra ôm con và hôn con. Những hành động này không có đủ ngôn từ diễn tả tấm lòng yêu thương, tha thứ và mong con biết chừng nào. Đó là điều đã khiến người con có đủ nghị lực và can đảm quay về cùng cha mình. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nguyên tắc thứ ba, biết cha sẽ tha thứ khi con ăn năn và xin lỗi trực tiếp với cha. Với sự hiểu biết và kinh nghiệm về cha mình, người con đã không những quay về mà còn bày tỏ tấm lòng ăn năn thống hối qua lời xin lỗi chân thành của mình đối với cha là người mà mình đã làm tổn thương một cách sâu xa trong quá khứ. Và quả thật như điều người con đã biết về cha mình, người cha sẵn lòng tha thứ và đón nhận người con trở về. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất, mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mọc làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoàn họ khởi sự vui mừng. Nguyên tắc thứ tư, biết lòng cha đối với con cái vượt quá mọi suy nghĩ. Trong văn hóa của người Do Thái cho chúng ta những điều đặc biệt được đề cập đến trong câu chuyện tại đây. Chúng ta thấy người cha không chỉ đón nhận và tha thứ, cũng như bày tỏ tình yêu thương đối với con trai hoang đàn, mà còn ra lệnh cho những gia nhân đem đến cho người con những món đồ sau đây. Thứ nhất, lấy áo tốt mặc cho người con. Đó là hành động tha thứ mọi lỗi lầm của người con. Thứ hai, đeo nhẫn vào ngón tay người con. Đó là hành động đón nhận người con trở về với gia đình và ban cho uy quyền chăm sóc gia đình. Thứ ba, mang giày vào chân người con, đó là hành động ban cho gia tài của người cha cho người con. Thứ tư, hãy ăn mừng, đó là hành động công khai hàn gắn những mối liên hệ đã gãy đổ trong quá khứ, từ trong gia đình cho đến xã hội. Kính thưa quý bậc phụ mẫu, tấm lòng của người cha trong câu chuyện trên đã thay đổi cuộc đời và số phận của người con trai hoang đàn của mình. Thì chúng tôi cũng hy vọng Đức Chúa Trời ban ơn dẫn dắt cuộc đời của quý vị để giúp đỡ cho con cháu của mình, đặc biệt là ánh sáng soi đường khi con cháu lầm đường lạc lối, thấy được ánh sáng của yêu thương tha thứ của cha mẹ ông bà mà tỉnh ngộ hồi tâm ăn năn quay về với gia đình. Nếu quý vị muốn biết Đức Chúa Giêsu Christ đã dạy dỗ và nhấn mạnh đến các mối quan hệ trong gia đình như thế nào, xin liên lạc với Hội Thánh Liên Hiệp Fairfax, 8922 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia 22031, điện thoại 703-334-8819 hoặc 773-430-2377. Chúng tôi mong ước được đón tiếp và giải đáp tận tình cùng quý vị trong ngày gần đây. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước tràn đầy trên quý vị và quý quyến, muốn thật hết lòng. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ bình an và phước hạnh trong tay Chúa. Trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 7 tháng 7 2019 vào lúc 11 giờ hoặc Thanh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.